Vâng, mến chào anh chị quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị quý vị và các bạn đã trở lại với channel Kim Béo. Đấy, xe đây. Đấy, tự động đề nổ nha. Hyundai Santa Fe, sản xuất năm 2021. Đấy, một chiếc xe lướt đi có vài nghìn cây, vài nghìn km thôi. Đấy, một chiếc xe cực kỳ hot hit ở cửa hàng em nha. Đấy, riêng chưa quay chụp thì đã lên rất nhiều rồi, rất nhiều người hỏi chiếc xe này rồi. Đấy, tự động đề nổ, tự động tắt. Đó, Hyundai Santa Fe có đầy đủ cam 360 nha, cam 360 mặt ca lăng. Đó, đèn cũng, đèn này cũng là đèn mới rồi, đèn mới, động cơ mới. Ở Hyundai Santa Fe thì có 6 phiên bản thì có chính là 3 nhánh là bản thường thì sẽ là dẫn động cầu trước, và hai bản sau là bản đặc biệt và bản cao nhất là bản cao cấp. Và chiếc xe này của em là phiên bản cao cấp nhất nha, sản xuất năm 2021, phiên bản máy dầu. Vâng, nó có hai phiên bản máy dầu và máy xăng. Đây là full, này là chiếc full dầu đó. Chiếc này mang tên tư nhân biển tỉnh, và bộ mâm này thì đã được độ mâm Maybach nha. Tuy nhiên thì em vẫn giữ bộ mâm zin cho các anh chị nếu mà muốn lấy bộ mâm zin, lắp mâm zin vào đi. Con này thì mâm này thì đương nhiên là đẹp, tuy nhiên thì nó cũng có hơi ồn một chút. Nếu mà mình tùy sở thích anh chị thôi. Đó, Hyundai Santa Fe nhé. Chiếc xe này lăn bánh nó rơi vào khoảng 1 tỷ 450 triệu. Đó, và mình mua lướt thì đã tiết kiệm được khoảng 100 triệu rồi đấy. Hyundai Santa Fe động cơ máy rộng 2.2 premium. Cái thời điểm bác chủ mua là cũng phải tỷ, nó hơn tỷ rưỡi ấy. Và hơn tỷ rưỡi, và bây giờ thì xe, giá xe mới ra để em cập nhật cho các anh chị đấy, cho mình có cái số tham khảo, số liệu tham khảo nha. Đó, hoàn toàn là cốp điện. Đó, cốp điện, hàng ghế thứ ba là chỉnh cơ nha. Đó, đấy, một chiếc xe lướt vẫn còn nguyên bọc ni lông này. Ở bản full này thì ta có cửa sổ trời nhé. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đấy, full cửa sổ trời. Đấy, quay trong showroom thì rất tiếc là nó không được, ánh sáng nó không được đẹp cho lắm nên anh chị thông cảm với em nhá. Đó, chiếc này là màu da nội thất nâu da bò. Ở bản full này có đèn led xung quanh xe. Đấy, đèn led, loa Harman. Chiếc này phải gọi là full kịch máy dầu đó, của Santa Fe nhá, dẫn động 4 bánh. Anh chị nhìn chiếc xe đi có vài ngàn km mà nó mới như thế này này. Đó, cực kỳ mới. Đó, xịn sò. Đó, đấy, cái mặt hiển thị trông phê chưa này. Đó, đầy đủ tất cả các tính năng. Đấy, vẫn là chế độ comfort, đường tuyết, đường sa mạc, hay đến chế độ eco sport, eco tiết kiệm nhiên liệu sport để mình chạy cho thật nhanh. Đấy, hệ thống đổ, hỗ trợ đổ đèo dốc này, phanh ngang dốc đó, sưởi ghế, sấy ghế nhá, đầy đủ nhá. Và cái nút điều khiển ở đây, hộp số bấm nhé,
mình sẽ dùng là bấm đó. Màn hơi, màn 10,2 10,2 inch đó, chất lượng quá đỉnh cao luôn, một chiếc xe phun dầu, giá thì cực kỳ yêu nha. Hàng ghế phía sau thì cực kỳ là rộng rãi. Đấy, rộng rãi, mình hồi 3 người thậm chí là 4 người cũng thoải, rất là thoải mái. Và có tấm chắn nắng ở đây nha. Được trang bị cửa sổ trời. Rất nhiều người ở Việt Nam thích. Vâng, em xin được tổng hợp lại chiếc xe này nha. Chiếc này là Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2021. Đó. Chiếc này mới lăn bánh hơn 8.000 km và em đang chào bán là 1 tỷ 395 triệu. Đó. Cũng chưa biết là nó có trụ nổi quá 24 giờ không. Đấy, xe cực kỳ đẹp. Và nếu mà có những chiếc xe tiếp theo thì em sẽ review trước cho anh chị nha. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại, hẹn anh chị ở những bản tin tiếp theo.